Chào các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống. Hôm nay mình làm video này chia sẻ đến các bạn bí quyết kiếm tiền trên YouTube, khám phá tuyệt chiêu và lên ý tưởng, tìm hiểu YouTube, sáng tạo nội dung hấp dẫn và kéo traffic, kiếm tiền nhiều từ YouTube. Thì giới thiệu khóa học, YouTube là một mạng xã hội và chia sẻ video với nhu cầu giải trí và xem video càng ngày càng tăng. YouTube là công cụ giúp bất cứ ai cũng có thể làm giàu được. YouTube đơn giản hơn là những mạng khác vì nguồn truy cập từ nhiều nơi. Đề xuất trên trang chủ thì kênh của bạn sẽ thu hút hàng triệu lượt xem. Tuy nhiên, để tạo ra những video có sức hút và mang đến doanh thu cho chủ tài khoản không phải là việc đơn giản. Bạn nảy sinh rất nhiều ý tưởng và muốn nhiều người biết đến. Bạn muốn kiếm tiền từ những ý tưởng đó. Vậy đừng bỏ lỡ cơ hội gia tăng thu nhập từ YouTube. Đến với khóa học bí quyết kiếm tiền trên YouTube, bạn sẽ được hướng dẫn nội dung kiếm tiền, cách tạo kênh, cách làm video thu hút người xem và tạo điều hướng chuyển đổi để kiếm tiền từ YouTube. Lợi ích của khóa học: hiểu rõ cơ chế hoạt động kiếm tiền của YouTube, xây dựng ý tưởng nội dung để tự quay video, biết cách sell trên YouTube, kéo traffic, tăng lượng người theo dõi, biết cách để có khách hàng truy cập bền vững, sử dụng các kênh marketing hiệu quả và kéo traffic vào video của mình. Đối tượng đào tạo: người đi làm muốn phát triển thêm một kênh thu nhập mới, những người startup đam mê kiếm tiền trên YouTube nhưng không biết bắt đầu từ đâu, sinh viên có thời gian rảnh và muốn khám phá kiếm tiền từ YouTube, tất cả những người mong muốn có nguồn thu nhập thụ động. Và sau đây mời các bạn theo dõi một đoạn video giới thiệu bí quyết kiếm tiền trên YouTube khóa học tại Unica. Chào các bạn, tôi là Vương Mạnh Hoàng, chuyên gia marketing online. Trong nội dung clip khóa học này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn liên quan tới việc là làm sao cho để các bạn có thể biến YouTube trở thành một kênh kiếm tiền thụ động cho các bạn. Nội dung chủ đạo trong khóa học này sẽ hướng dẫn các bạn 3 phần chính. Phần đầu tiên giúp chúng ta hiểu được thì kiếm tiền trên YouTube chúng ta nên làm như thế nào một cách chính thống và bền vững. Việc thứ hai, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức phát triển nội dung. Chúng ta tìm tòi xem là những nội dung nào trên YouTube có lượng người quan tâm nhiều, cách thức để sử dụng thiết bị di động của bạn quay phim, sử dụng phần mềm trên máy tính của bạn chế phẩm tạo thành các cái clip để chúng ta có thể up lên YouTube một cách hiệu quả. Và cuối cùng là tôi sẽ giúp cho các bạn tối ưu sell được để làm sao cho là video này có lượng người ta truy cập nhiều. Và cứ như vậy, chúng ta làm theo từng bước phát triển bền vững thì chúng ta sẽ có được một nguồn thu nhập thụ động và chúng ta vẫn tận dụng được toàn bộ thời gian rảnh rỗi và các thiết bị các bạn đã có. Và như vậy thì nếu các bạn cảm thấy những nội dung này hấp dẫn và chúng ta cảm thấy là những thứ này chúng ta có thể bắt đầu làm được thì các bạn hãy ghé thăm unica.vn để đăng ký khóa học tại đây. Hoặc là nếu các bạn cần sự giúp đỡ và sự tương tác đối với tôi thì có thể truy cập website vuonghoang.com. Các bạn đã theo dõi một đoạn video giới thiệu khóa học bí quyết kiếm tiền trên YouTube, khám phá tuyệt chiêu và lên ý tưởng, tìm hiểu, sáng tạo nội dung hấp dẫn, kéo traffic và kiếm nhiều tiền từ YouTube. Thì đến với khóa học này, các bạn sẽ nhận được những giá trị nhiều về YouTube. Thì đến với khóa học này trị giá là 700.000 và các bạn đăng ký đường link ở dưới video này, các bạn sẽ ưu đãi được 40%, chỉ còn lại là 419.000. Thì video hôm nay mình chia sẻ đến đây là hết. Nếu như các bạn thấy video của mình hữu ích đến với các bạn thì các bạn hãy đăng ký khóa học và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và hãy like, comment.